chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ước mơ trong tầm tay do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến. Ngay sau đây, Tuyết Vinh mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của nhân vật kỳ này. Thưa quý vị thân mến, như vậy là trong chặng hành trình thắp sáng ước mơ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ước mơ trong tầm tay của chúng tôi đã đi qua khá nhiều các tỉnh thành và đã tiếp sức cho không ít các em học sinh nghèo trên con đường học vấn. Và ngày hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về hành trình đầy nghị lực, đầy ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như là trong học tập của một em học sinh nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Và câu chuyện ấy như thế nào? Xuân Hiếu mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi chương trình ngay sau đây nhé. Mỗi đứa trẻ khi được sinh ra trên cuộc đời này đều cần lắm sự yêu thương của gia đình. Hơn thế nữa, đó chính là sự bảo bọc, che chở của cha mẹ. Vẫn biết bên cạnh có biết bao nhiêu người thân yêu, đến trường có thầy cô bạn bè, nhưng thực sự không bao giờ có vòng tay nào nồng ấm như cái ôm của cha, đông đầy tình cảm như vòng tay của mẹ. Còn gì buồn hơn khi mới hôm qua còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, khi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc. Vậy mà hôm nay đã nguội lạnh, khô cứng, không cầm tay, cũng không nắm chặt. Cảm giác đó đau đớn như tâm hồn tan ra rồi vỡ vụn. Vậy mà Phạm Ngọc Yến Nhi, một cô bé 15 tuổi đầu, đã hai lần chạm đáy nỗi đau đó. Khi mất đi cha, rồi lại mất đi mẹ. Mất đi cả hai bờ vai để nương tựa khi đang chông chênh trên đoạn dốc sững đứng của cuộc đời. Yến Nhi cố gắng mạnh mẽ giấu đi vẻ yếu đuối của một cô bé, lấy hết khả năng có thể để che chở em trai, bảo ban nhau trong học tập và cuộc sống. Không nhà, không gia đình, không có bất kỳ một nguồn thu nhập hay ai nuôi nấng, Yến Nhi và em trai nương nhờ bà Sáu, người dì ruột của mẹ, để có một nơi che nắng che mưa, che cho tuổi thơ của hai đứa trẻ bớt lạnh buốt trong cơn giông bão của cuộc đời. Thưa quý vị khán giả, hiện tại ngay lúc này thì Xuân Hiếu đang có mặt tại nhà của em Yến Nhi. Và Hiếu mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Yến Nhi cũng như là người thân của em. Dạ con chào dì, chào Yến Nhi. Hôm nay thì chương trình Ước mơ trong tầm tay đến thăm em cùng với gia đình. Thì chị Hiếu được biết là em vừa trải qua một cái biến cố lớn trong cuộc đời, đó là mẹ mất. Như vậy thì ngay tại thời điểm này thì hai chị em Nhi coi như là cha mẹ không còn nữa và em về sống nương tựa với bà dì. Thế thì chị có thể cảm nhận được trong em là cái nỗi mất mát rất là lớn. Nhi khi mà Nhi đi học á, thì em có thấy tuổi thân so với các bạn bè cùng trang lứa với em không? Dạ em cũng thấy tuổi thân tại vì cha em mất 9 năm trước. Bây giờ mẹ cũng mất luôn. Mẹ của Yến Nhi là vì sao mà qua đời vậy bà? Thấy á, bị gì á, nói về đây là tôi thấy nó càng ngày càng ốm thôi. Tôi thấy nó ốm, tôi hỏi mày bệnh gì. Nó nói con đi mua thuốc uống hoài mà nó nay hết mai có. Rồi nó nói thôi mày đi khám đi. Nói riết rồi cái người ta mới cho tiền được, mới đi khám. Là nói viêm đường ruột, suy đường ruột. Mà tôi mới nói thôi vậy thì không được quá rồi, bây giờ mày phải đi thành phố hay bác sĩ gì mày mới coi mới được, chứ nhà tao thấy không được. Riết rồi con tôi nó nói má nói tội nghiệp chỉ không có tiền. Rồi làm sao lấy tiền chỉ đi ha, chỉ phải ngồi chỉ mai sớm hay tối vừa nấu cho con ăn học, mà má nói quá tội nghiệp chỉ. Nhưng mà là mẹ của Yến Nhi là coi như cũng rất là cực. Ngày nào là cũng phải ngồi mai, coi như là làm việc rất là lao lực luôn hả? Ở đâu nó sanh sống, nơi đâu tôi không hiểu. Mà nói về đây rồi tôi nói thiệt á, 4 giờ khuya thức dậy ngồi mai. Mai cho tới giờ
nấu, vừa nấu cháo vừa nấu mì cho hai đứa con ăn đi học. Ăn đi học xong rồi thì mẹ mới buông ra, mới đi chạy đi mua ít đồ ăn. Giờ mà mới để đấy là nhảy lên mai. Mai rồi đó, thời khoảng canh tới con về thì bắt lên cho con ăn. Rồi mai. Dạ, coi như là làm việc quần quật từ sáng cho tới tối. Khi mà trước lúc mẹ mất đó thì mẹ có dặn dò hai chị em như thế nào không? Dạ, mẹ mất ở trên bệnh viện rồi trở về đây chứ em cũng không gặp được mẹ. Tức là bản thân hai chị em cũng không nghĩ là cái khi mà mẹ lên bệnh viện là mẹ sẽ qua đời luôn đúng không? Chị nghĩ là mẹ cũng đi điều trị hay là những căn bệnh khác thôi. Vậy thì cái lúc đó đó thì khi mà đón nhận cái tin dữ đó, đó thì cái cảm xúc trong hai chị em ngay tại thời điểm đó nó như thế nào? Lúc đó là em không có tin, tại vì mẹ cũng, tại vì nỗi tối là mẹ có điện về mẹ hỏi là hai chị em ăn cơm rồi ngủ chưa. Nhưng mà tới lúc đó là em không tin. Như bà dì lúc nãy có chia sẻ với chương trình đó Nhi, là bà dì cũng cảm nhận được là cái sự cơ cực, cái sự làm việc quần quật của mẹ em là từ sáng cho tới tối mịt, coi như là làm hết sức để lo cho hai chị em đi học. Vậy thì cái ấn tượng hay là em có một cái kỷ niệm nào đó mà em cảm thấy là khi mà nhắc về mẹ của mình thì em rất là nhớ không? Dạ, tại vì mẹ em làm từ 6 giờ là mẹ, cũng có thể là mẹ thức nguyên đêm để mẹ mai luôn. Là mẹ thức nguyên đêm luôn, là mẹ mai quần quật từ sáng tới chiều và lo hai chị em ăn học nữa. Là nói là cái lúc đó là em nhớ mẹ. Rồi khi bây giờ mẹ mất đi thì những lúc nhớ nhớ cha nhớ mẹ thì Nhi làm gì? Dạ có cái bằng mái của mẹ phía sau mẹ hay ngồi thì em thường em ở đó em nhìn. Nhìn rồi tự hứa với lòng mình như thế nào em? Dạ. Dạ hứa em gán em mang học để lo cho em của em. Nhưng mà bây giờ Nhi ráng là một chuyện, nhưng mà khi mà chị Hiếu đến thăm đó thì chị thấy cái chỗ em ở nè, rồi cũng nghe lời bà dì tâm sự thì dường như là cái tương lai phía trước của em nó rất là mờ mịt, không có một cái dự tính gì cả. Thì em có sợ là vì cái hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cái con đường học vấn của em sẽ không thể tiếp tục không? Dạ em cũng sợ là con đường em bị bỏ học giữa trường, bởi vì em cũng giờ em cũng gán để em học để cho học giỏi để mai sau để giúp được cho em của em. Em mong muốn sau này là em sẽ làm công việc gì? Dạ nếu em học hết thì em học lên đại học thì em cũng mong là em vô ngành bác sĩ, tại vì em cũng muốn chữa bệnh để giúp cho mấy em nhỏ hơn để khỏi bị mất cha mất mẹ. Chưa một lần nào Yến Nhi có ý định bỏ cuộc. Em cố gắng học không còn đơn giản vì bản thân mình mà là vì đứa em trai còn nhỏ. Em Nhi có những cái đức tính mà những cái bạn khác không có, nghĩa là rất là vượt khó. Em Nhi rất là vượt khó trong cái quá trình học tập, cũng như là không phải là vì cái hoàn cảnh khó khăn của mình mà em Nhi sao lãng việc học. Em cố gắng hết sức để mà hoàn thành cái việc học tập của mình. Bạn Nhi rất là thân thiện với bạn bè, luôn vui vẻ, hòa đồng. Trong học tập thì bạn Nhi luôn giúp đỡ các bạn xung quanh. Nhi hãy cố lên nha, vì xung quanh bạn còn có tụi mình nữa. Tụi mình sẽ luôn giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh. Nhưng rồi tương lai của em về đâu khi cả con đường phía trước là chằng chịt những khó khăn mà không cách nào tháo gỡ? Em khao khát được học, nhưng phải làm sao khi tất cả chỗ dựa về vật chất và tinh thần như đã tan vỡ hết? Bấu phiếu chút hơi ấm tình thân cuối cùng của hai chị em đó chính là bà Sáu. Rồi đây ba bà cháu nương nhau, cầm lấy bàn tay mà nhìn về phía trước. Rồi đây trong gian nhà nhỏ này sẽ lại có ánh nắng trong buổi xế chiều, có vòng tay thân thương của bà, có ánh nhìn của những đứa trẻ đầy niềm tin về một tương lai tươi sáng. Về nhà thì Nhi có phụ giúp cho bà dì ở trong nhà các cái công việc gia đình không? Tại cái bệnh của tôi mà, để như á, cá thì mấy đứa kia mua gì thì tôi mận được. Thì trong khi mấy ngày chủ nhật á, tôi biểu nó mận cái gì thì nó cũng sẵn sàng nó mận cho bà. Thì có ba bà cháu mà, đó. Tôi biểu thì nó làm, còn nước nôi tôi cái trĩ ngày nào tôi mệt quá đó, thì tôi có ở Vinh, nói cho bà một miếng nước con, rồi đó.
Dạ, yeah. Thì giờ coi như là bà dì cũng như mẹ là cái chỗ nương tựa tinh thần cho hai chị em. Rồi em trai của em thì như thế nào? Học có giỏi không? Dạ, nó cũng học cũng là giỏi. Tại vì nó cũng chăm học. Tại vì mẹ cũng hay nhắc nhở nó để nó học tốt. Ừ. Rồi từ lúc mẹ mất tới giờ thì em trai với lại em thì tình cảm như thế nào? Để mình tìm một cái động lực cho mình sống tiếp ở mỗi ngày. Dạ, tại em của em là cũng dạ, nó cũng nhớ mẹ, nó cũng khóc. Nhưng mà em nói về mẹ mất. Mẹ mất rồi, bây giờ khóc cũng không được. Giờ em gán em học, lo cho cái tương lai. Dỗ Yến Nhi đã trải qua rất nhiều mất mát và biết rằng đoạn đường sắp tới của em còn nhiều lắm những gian nan và khó nhọc. Nhưng chúng tôi tin tưởng một điều, chỉ cần em không bỏ cuộc, chỉ cần em có niềm tin, thì mai sau trên mảnh đất của vùng quê nghèo khó này sẽ có một cô bác sĩ giàu nghị lực xuất hiện giúp đỡ cho cuộc đời. Thưa quý khán giả thân mến, thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của em Phạm Ngọc Yến Nhi khi cùng một lúc Yến Nhi cùng với em trai của mình mồ côi cả cha lẫn mẹ và con đường học vấn phía trước thì dường như rất mù mịt. Để thắp sáng ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai, ngày hôm nay chương trình Ước mơ trong tầm tay xin dành trao tặng cho em suất học bổng trị giá 20 triệu đồng như một phần tiếp sức cho em trên con đường học vấn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lương Chí Thanh là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến, đơn vị tài trợ chính của chương trình sẽ trao tặng suất học bổng ý nghĩa này đến với em Yến Nhi. Xin được kính mời ông. Bé Nhi thân mến, chú thay mặt Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến trao cho con suất học bổng của chương trình Ước mơ trong tầm tay. Chú ước mong con đầy đủ nghị lực và niềm tin, phấn đấu, học tập để hoàn thành ước mơ của mình. Con thử tưởng tượng nếu như con trở thành bác sĩ, chú nghĩ rằng ở vùng quê của mình chắc chắn sẽ có một cái câu chuyện cổ tích lấp lánh đến tự hào về nghị lực vượt khó của con. Con cũng xin cảm ơn chú và tập và công ty Giấy Vĩnh Tiến đã tài trợ cho con suất học bổng để con tiếp ước mơ của con là trở thành một bác sĩ. Con hứa sẽ cố gắng học để lo cho em và trả ơn cho bà dì đã nuôi em. Thưa quý khán giả thân mến, chúng tôi hy vọng rằng như lời ông Lương Chí Thanh vừa chia sẻ, với nghị lực vươn lên trước nghịch cảnh cũng như là một ý chí quyết tâm trên con đường học vấn, em Yến Nhi sẽ viết nên câu chuyện cổ tích của đời mình, sẽ thực hiện được ước mơ trong tương lai trở thành một bác sĩ để giúp ích cho đời. Và chúng tôi cũng tin rằng là với sự hỗ trợ đồng cảm từ phía rất nhiều những tấm lòng vàng cũng như là học bổng ước mơ trong tầm tay trị giá 20 triệu đồng đến với em, mong rằng em sẽ giữ được ước mơ trong tầm tay của chính mình. Thưa quý vị, hy vọng với sự tiếp sức kịp thời của chương trình sẽ giúp em Phạm Ngọc Yến Nhi có thêm động lực để vượt qua những mất mát trong cuộc sống và tiếp tục con đường học vấn của mình. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến đã luôn đồng hành cùng chương trình để giúp cho con đường đi đến ước mơ của các em học sinh nghèo bớt chông chênh hơn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.